chào quý vị đến với chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương, đến với làn sóng BWEN TV vào tối thứ hai và thứ tư từ 7 giờ đến 7 giờ 30 và văn phòng luật sư David Vương chuyên về những vụ tố tụng, đặc biệt những vụ về tai nạn xe cộ, những vụ liên quan đến bảo hiểm. Văn phòng rất là thuận lợi đối với cộng đồng người Việt tại đây, đó là trên lầu 2 khu Hồng Kông 4. Và bây giờ trở lại với làn sóng, trước hết thì chào luật sư David Vương. Dạ, chào Quốc Bình. Vâng, không biết là quý vị có thấy không, nhưng mà mình đây thì rất gần, thấy anh bữa nay ngâm hơn, thì da đỏ hơn là anh Khai là anh vừa mới đi chơi đâu về đúng không? Vừa mới đi câu cá quý vị. Ủa mà câu cá là đi chơi biển luôn không? Đi câu cá thôi. Dạ. Tại vì cuối tuần này là Memorial Weekend, là nguyên một cái cuối tuần dài là nhiều người đi biển lắm, là anh ra có ngoài đó đông không? Đông lắm, đông, rất là đông. Mà từ Bellway 8 đó là bắt đầu bị xe nó ngừng lại rồi đó. Wow. Tú cái kia luôn, nghĩa là xuống Galveston là cờ nhất rồi đó. Nghĩa là hết luôn chỗ tắm này, chỉ còn chỗ câu cá thôi. Yeah. Và nhưng hết mà luôn chỗ câu cá nữa chứ. Ồ vậy hả? Đứng sát với nhau như vậy nè. Trời ơi, vậy cũng vui ha. Giật một cái là tiêu quá. Giống như lễ hội luôn vậy ha. Yeah. Vâng, thì lâu lâu thì cũng thấy luật sư cũng vui bởi vì đi chơi, nhưng mà trở lại với chương trình, bây giờ là văn phòng anh bữa nay mở cửa hay đóng cửa? Bữa nay đóng cửa. À, bữa nay cho mấy người làm nghỉ mệt với gia đình. Vâng, là có được đấy, nghỉ lễ đó. Dạ. Sau và bữa nay thì mình không có cái gì để nói, nhưng mà mình có cái chuyện là hồi bữa thứ sáu. Dạ. Yeah. Thứ sáu thì mình đi giải hòa, mình đi mediation. Thì David đi giải hòa rất là nhiều. Lý do là cái mình làm thư kiện thì lúc nào nó cũng phải có đi giải hòa trước khi đi ra cãi. À. Đã. Như vậy thì điều lưu ý của anh trong cái chủ đề mà trong vấn đề giải hòa này thì là nó dạ cái giải hòa này nó có đặc biệt lắm, là bây giờ người bên kia nói là mình lỗi. Ừ. Okay. Mình nói là mình không có lỗi, bên kia lỗi, rồi cảnh sát nói là mình lỗi. Ừ. Sau nói như vậy là bên kia hai, mình một điểm rồi. Dạ. Đúng không? Cân nặng hơn phía bên kia rồi. Dạ, không? Cảnh sát nói là bên kia mình lỗi, nhưng mà David cũng không có sợ nhiều về cảnh sát. Ok, không sợ nhiều là tại vì ông cảnh sát không có mặt ở đó. Đúng rồi. Ok, ông không có mặt ở đó thì cái of course ông cũng có một chút tí nặng ở trong trọng. Mình là luật sư Vương cũng muốn có cái khách mà bên kia bị tiết kịch chứ. Đúng không? Chứ không phải là coi thường cảnh sát. Là tại vì người cảnh sát họ có kinh nghiệm, họ nghe phía hai bên, hoặc là họ interview những người witness, họ vân vân, họ làm nhiều chuyện lắm, và họ có làm cái này chắc là 10 năm, 20 năm, người ta học những cái lớp gọi là investigate, coi cái chiều hướng như thế nào. Và nhiều lúc Quốc mình biết không, ông cảnh sát đó, ông đứng ở đó với mình luôn, và ông coi cái đèn cho mình luôn, ông coi hai ba phía để ông biết là thằng nào vượt đèn đỏ. À, chứ không giỡn đâu. Có nghĩa là có quan sát là cái hoạt động của khu vực đó, cái nhiều lúc là cái đèn khu đó đó là nó bị hư hoặc là nó cũng hơi mát. Và nó bao nhiêu phút vân 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 vân, nó nhiều lắm. Nhưng mà cái hồ sơ này là trước nhất á, là nó cái hồ sơ nó hơi lạ, có một cái là có hai người witness nói là thân chủ của luật sư Vương á là lỗi luôn. Ồ, đó là hơi bất tiện á. Dạ. Mà nói cái này là không phải nói trong cái tờ giấy cảnh sát. Là trước nhất á, là trong tờ giấy cảnh sát là ông đã nói rồi. À, một năm sau thì cái hai người này xuất hiện ra và lấy lời khai, bỏ thời gian hết một ngày trời, từ 9 giờ sáng tới 4 giờ chiều, bỏ thời gian hết một ngày trời để kể cho một cái câu chuyện là tôi bữa đó tôi làm như vậy, tôi thấy chiếc xe đụng sang sao. Không, này cũng hy hữu đó anh, bởi vì là witness là thường là người xa, người lạ, họ có liên hệ nhau, nhiều khi họ liên hệ anh. Không, họ không liên hệ. Yeah. Hai cái người này là người này ở ngoài đường họ thấy thôi. Mình... Và hai cái người này đặc biệt nữa, nó hơi lạ, cũng có hai người này nữa là hai cái người này là hai cái người gọi cảnh sát nữa. Ồ. Đó, lúc này là đụng nặng lắm, tại vì xe 18 bánh đụng. Là thân chủ của luật sư Vương nghĩ là sẽ chết rồi đó. Nhưng mà hai cái người này nói là tôi là cái người gọi cảnh sát. Ok, tôi là cái người gọi cảnh sát, vân 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 vân. Anyway á, thì mình thấy là thua. Nhiều cái điểm bất lợi quá. Nhiều bất lợi, đó. Nhiều cái điểm bất lợi quá. Yeah. Đó. Nhưng mà đó, David có khoảng 250-300 cái hồ sơ đụng xe mà đang nằm ở ngoài tòa đó. Wow. Nếu mà nói về đụng xe đó. So
trong 200 năm mấy cái đó, 200 mấy cái chưa bao giờ nghe nói ngược lại. Nghĩa là thân chủ của luật sư Vương nói rằng là không, anh David, cái đó không có đúng, cái đó không có đúng. Thôi tại sao không đúng? Là tại vì á, tôi với chiếc xe 18 bánh á, là đậu ở đèn đỏ, rồi hai đứa tôi là hai cái đứa trước nhất, rồi hai đứa tôi chạy, đúng không? Ảnh bên lên tay trái, tôi lên bên tay phải, ảnh hai đứa tôi chạy và chạy, không có ai mà xí chính giữa hết á. Tại vì hai cái người witness này họ nói rằng là họ đứng ở đằng sau xe của xe 18 bánh, thì ông họ thấy xe của khách của luật sư Vương chạy lên, nhưng mà cái xe 18 bánh này đó là họ muốn quẹo phải, à cho nên mới đụng. Họ muốn quẹo phải, đúng rồi, tại vì mình khách của David là bên tay phải đó, là họ phải học quẹo trái, họ quẹo phải, họ quẹo phải, tại vì họ lên ở ngoài, à họ ngoài lên trái, bây giờ họ quẹo phải, à cho nên là cùng chiều, hai người cùng chiều, hai người cùng chiều. Mà Quốc Bình biết á là chiếc xe 18 bánh á, trước khi nó quẹo phải hay trái á, là nó cần cái room nhiều lắm, đúng rồi, nó không có quẹo ở trong cái len của nó bên tay phải được, nó phải qua bên tay trái nhiều như nào nên nó quẹo, đúng rồi. Sao bây giờ là thân chủ ở đây mình nói là ảnh thấy chiếc xe truck này blink cái màu, blink cái đèn bên tay trái để lên dốc, là để lên dốc là để đi ra freeway đó, đó thì cái anh bên kia nói không, tôi đâu không lên dốc, tôi chỉ muốn qua một chút rồi tôi mới quẹo phải, là tôi cần thêm room nữa. Đó. Không, công nhận thì cũng gây cấn ha, nhưng mà những người mà witness mà họ chịu ra bỏ một năm sau rồi câu chuyện sao còn nhớ được đó anh, nhiều khi là nó bao nhiêu độ tin tưởng được là câu chuyện nó là được người kia nhắc để cho kể, hay là thật sự họ nhớ vậy? Họ rất là bình tĩnh, họ kể rất là đàng hoàng, nghĩa là mình có cái sự mà tin tưởng ở trong cái hồ sơ đó. Sao? Rồi bây giờ sao, quý vị đang nghe quý vị thấy gây cấn, giờ sao đến đâu? Thì bây giờ đó thì mới vô đầu đó thì hai bên kể câu chuyện, luật sư Vương kể cái chuyện của luật sư Vương, bên kia kể cái chuyện của phía bên kia, thì cái bà giả hòa bà lắc đầu rồi, hai cái chuyện gì đâu mà nó không gặp nhau hả? Nó không giống nhau vậy đó. Thì chắc cái vụ này chắc không xong rồi đó. Nói là bữa nay là hai anh em mình về, cái vụ này không xong rồi. Thì sau khi mà cái hộp đó mình tách cái rời ra, mình tách rời ra, mình đi khác phòng, đó thì cái người giải hòa họ đi từ phòng, họ qua phòng mình một chút, họ nói chuyện với mình, họ qua bên kia họ nói chuyện với mình, họ cho mình thấy những cái sai lầm của mình, những cái yếu tố của mình, vân vân. Đó thì anyway đó thì nhưng mà thì kết quả gì không anh, sau thứ sáu vừa rồi kết quả không? thì David nói với thằng chủ chắc kỳ này là hai anh em mình về không có cắt đó. Bên kia thấy cũng vừa có tích kịch nè, rồi lại vừa có ông cảnh sát kể, rồi vừa có người witness kể, nó thấy có vẻ như là bên mình hơi thất lợi hả? Thất lợi ở trong cái sự mà giải hòa này đó, thì họ bên kia họ không có trả nhiều, thì luật sư Vương phải gọi mấy người bác sĩ xin discount vân 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 vân. Thì cái ông bác sĩ ông nói luật sư Vương ơi, bao nhiêu cũng được hết á, là lý do là tại vì đó đã ba ông luật sư trước bỏ rồi. Trời ơi, luật sư Vương nghe cái chữ ba ông trước, luật sư Vương bốn. Vậy là cái anh này cũng không phải là vừa, anh này cũng đi thử chán chê rồi chứ phải không? Đó, thì anyway đó, anh nói, ông bác sĩ cũng nói, tôi thấy tên luật sư Vương hiện lên tôi mừng quá, thấy thế nào cũng có chút máu. Chứ ba ông kia, mà ông bác sĩ nó mắc cửa, ông bác sĩ nói là luật sư Việt Nam bỏ rồi, luật sư Mỹ cũng bỏ, tùm lum la bỏ rồi. Giờ mà thân chủ cũng David á, thân chủ David cũng nói với David, mà David chắc David quên. David nói luật sư Vương, tôi đã đi luật sư Mỹ rồi, tôi có đi luật sư Việt Nam tùm lum la đó, bây giờ tôi đi thử luật sư Vương. Ủa, có nghĩa là ông đã đi những luật sư đó rồi mà họ từ chối cái từ đầu, hay là họ đã đi một nửa đường rồi bây giờ anh lấy cái hồ sơ đó về anh đi tiếp? Họ đi bỏ đường. Thì luật sư Vương á, nghĩ David nghĩ á, là chỉ có một ông luật sư bỏ thôi. Nhưng mà trong cái lúc giải hòa đó thì hiện ngay tới ba ông trước bỏ nữa. Nhưng mà cuối cùng cũng rất là thành công.
Rồi. Cuối cùng không, nhưng mà có nghĩa là cuối cùng là bây giờ phải hẹn cái ngày ra tòa. Không, giải hòa được. Ồ, giải hòa luôn. Giải hòa được. Có kết quả luôn. Dạ, có kết quả luôn. Thì luật sư Vương gọi những chủ bill đó, ok, cái hồ sơ nó vậy vậy đó, là cổng cảnh sát nói mình lỗi, hai người witness nói mình lỗi, rồi tùm lum la đó. Bây giờ thôi, bây giờ anh nhưng mà tối thiểu cũng được trả một chút để mà mình còn trả ít hoặc là trả nhiều bên kia không, hay là sao? 15.000 không biết nhiêu đủ không? Ồ, vậy cũng qua như vậy là rất là thành công. Yeah. Wow, vậy phải congratulations. Chúc mừng anh, tại vì đây là một hồ sơ mà theo như mình thấy là chắc là thua về không, mà không còn không chừng mình đền người ta nữa. Yeah. Nhưng mà đây là mà còn đem được về như vậy thì quả thật là cũng là một cái trận gay co mà có kết quả tốt anh ha. Mình cũng cũng hên là cái anh witness của khách của David á, ảnh cũng gõ lắm, ảnh nói gõ gàng và đàng hoàng, nói cái chuyện này không có xảy ra nữa. Tại vì tôi là cái người đầu tiên với chiếc xe mà. Nó cũng có cái hay của phía bên David. Wow, như vậy thì cũng bất ngờ. Mình nghĩ đấy, nghe kể nó nghĩ chắc thôi về đó mình thua là về, một là về không, hai là về phải đền người ta. Thì hai anh em nó nói là thôi, cái hồ sơ này hai anh em mình bữa nay phải quyết định là đóng. Lý do là tại vì ra ngoài bộ thẩm đoàn là nó 15 phút sau là nó dẹp liền. Nhưng mà chắc anh này hồi đó cũng bị nặng cho nên là cũng đi bác sĩ, cái vụ mà đụng xe 18 bánh nó chắc là bị nặng đó. Nhưng mà tối thiểu là tiền đủ để trang trải những cái chi phí đó. Thấy đủ chứ. Luật sư Vương phải gọi mấy cái người nhà thương, mấy cái người chủ nợ của mấy cái bill á, mình để điều định ra. Mình điều định cho họ vậy cũng rất là tốt rồi. Tôi tưởng là nhiều khi đôi lúc mà 15.000 nhìn cũng được, nhưng mà lỡ mà rút cuộc mình 30.000 là mình còn 15.000 kia ai trả. Vâng, kính thưa quý vị, thì đó là một cái câu chuyện chia sẻ của luật sư David Vương, nhưng mà cũng là một cái kinh nghiệm mà cũng gửi quý vị ngày hôm nay. Thì bây giờ thì chúng tôi xin chuyển sang phần 2, và trong phần 2 này thì luật sư David Vương sẽ trở lại với một số câu đố vui. Mời quý vị cùng tham gia với số phone, gọi vào số phone trên màn hình 713-429-4046. Thì bây giờ thì anh chuẩn bị lễ, nhưng mà anh có chút câu đố vui không? Well, of course, là muốn mình biết luật sư Vương đi câu cá là thế nào cũng đố về cá. Bữa nay cố gắng đi câu cá để về đố ha. Rồi. Rồi biết rồi, em có sẵn câu rồi đó. Có sẵn câu đó là luật sư Vương bữa nay câu được mấy con cá. Đó, biết mà. Kính thưa quý vị, mùa này lễ quý vị nhớ nha, là rất là nhiều người đi câu cùng á nha. Là không biết là kết quả giống như lần trước không đó. Cho mời quý vị cùng tham gia 713-429-4046. Lần trước thì nhớ là cũng lên đến cả 100 con. Dạ. Thành thử là lần này không biết là cạnh tranh với mức độ mà thay vì lần trước là 3 người câu, lần này phải mấy chục người câu á không? Cá dưới còn nhiều không? Mà lần trước với lần này cũng bằng nhau thôi. Dạ. Cũng có 2 người đi câu thôi. Nhưng mà vâng, mình không thấy ai gọi hết, là chắc là bữa nay quý vị đi câu cá. Axo nói về cái vụ đó là David có thấy một thằng chủ nó luật sư Vương anh ở đây nè. Là gặp nhau trên trên con đường đi câu cá. Vâng, thì một lần nữa thì mời quý vị đang chờ trên đường dây. Hello. Dạ, mời quý vị đang chờ trên đường dây lên tiếng. Ngồi đây. Dạ, chào cô. Dạ, bữa nay cô có đi câu cá không cô? Chào Quốc Điện. Dạ. Cô cũng muốn biết luật sư đi câu cá được bao nhiêu con, nhưng mà giờ cô đoán thử thôi chứ. Dạ. Hôm trước thì có con cá liềm kìm, bữa nay có ăn cá liềm kìm à? Cá lần trước. Cái đó là như câu đố số 2 á cô. Dạ. Dung ơi. Dạ, bây giờ mình đi câu đố bao nhiêu con cá, cô nghĩ là câu luật sư Đế Vương câu được bao nhiêu con cô? Câu dự con dám 122 con đi. 122, wow, nhiều dữ vậy á con. Bữa nay là rất là nhiều người câu cá. Cái này số nhiều nhiều hơn cái đó không? Bây giờ không, giờ là cô là 122 trước đi. Yeah. Rồi cảm ơn cô, vì để giờ cho luật sư nói là con số này là nhiều hay ít. Là nhiều. Nhiều quá cô. Nhiều phải thấp xuống. Dạ, phải thấp xuống chút. Rồi, bây giờ thì quý vị thử đoán xem coi là có lần thì luật sư kể là cũng tám mấy con á. 89 con. Có một lần đó thì đó là không phải lễ. Bây giờ thì mời quý vị kế tiếp cho đường dây ạ. Hello. Rồi mất đường dây rồi, mời quý vị kế tiếp cho đường dây. Hello. Cô trở lại là 79 con. Giờ dạ. Này cô nói 79 con á. 79. Cô hạ giá từ 122 con xuống 79. Mà sao cô đi số lẻ, cô không 80, không 70 cô.
hôm trước cô cứ đi số lẻ mà cô trúng rồi, tới chừng cô đi số chẵn cái nó rớt luôn. Cái này là có thể đoán, có kinh nghiệm. Rồi bây giờ 79 là gần hay xa anh? 79 hơi cao. 79 vẫn còn cao cô ơi. Bữa nay cho quý vị biết là luật sư Vương là lỗ vốn á, quý vị đoán đi. Cảm ơn cô. Quả thật là bữa nay là không phải bao nhiêu người câu cùng với anh à? Cũng bằng nhau thôi. Chục người không? Không, mình nói là bằng nhau giống như kỳ trước. Như là cái số người đi là bằng nhau. À. Dạ. Rồi. Hello. Hello. Dạ, mời cô. À, cô đoán là độ chừng 45 con. 45. Luật sư Vương nói là luật sư Vương lỗ 45 lời. Rồi bây giờ là cô tên gì rồi cô? À, cô tên Thủy. Rồi, cảm ơn cô Thủy. Hình như là cao. Còn hơi cao nữa hả? Cao, dạ. 45 mà cũng còn cao, rồi, chắc lần này thu hoạch ít. Xin gọi lại cúp hết rồi. Dạ. Lần này là không đủ để làm cá nướng dĩ rồi. Dạ. Ý, dạ, đúng rồi đó. Hello. Cô trở lại, cô dạ. Giờ này là cô 27 con á. 27 con. Cái này bây giờ cứ dễ được sư Vương rồi đó. Nhưng mà xin lỗi cô, cũng còn cao. Dạ. Chưa rồi. Hello. Dạ. Cô Dung, chưa đúng nữa cô ơi. Bây giờ là mời quý vị kế tiếp ạ. Hello. Dạ. Yeah. Hello. Dạ. Dạ mời cô cho biết quý danh đi cô. Tôi tên Lan. Rồi, chào cô Lan. Dạ. Giờ cô đoán coi là bữa nay luật sư về thu hoạch được mấy con cá cô? 27 là vẫn còn cao phải không anh? Lỗ còn cao, dạ. 27 vẫn còn cao. Theo như lỗ vốn, lỗ xăng, lỗ. Hello. Cô Dung đi 27 vẫn còn cao. Cô Lan nói. Bao nhiêu? Hello. Giờ dạ. Cô bao nhiêu con cô? 34 con. Dạ. 27 là quá cao rồi mà cô lên 34 là còn cao nữa. Cô phải thấp hơn cô. Rồi, hello cô Dung. Hello. Rồi, cho dạ. Cô 21 con có được không? 21 con. Không, cô tính cô nói 22 con nhưng mà giờ cô số 21. Thôi cô. Giờ cô vậy là cứ stay với cái con số lất kỳ trước là số lẻ trước rồi đó. Rồi 21 còn thấp nữa. Nó luật sư Vương lên cái này bán sale mà lỗ này. Rồi hello. Lỗ tiền mồi rồi. Hello. Hello. Dạ. Yeah. Rồi. Sao? Sư Vương câu được 7 con cá. À 7 con. 7 con. Bây giờ nó giữa 7 với 21 đó. Đón đi quý vị. Rồi. Cũng chưa trúng luôn. Nó giữa 7 với 21 đó. Hello. Rồi mời quý vị kế tiếp đi ạ. Giờ cho cô 13 con được không? Bây giờ nó giữa 13 con với 21 á. Cô Dung tức rồi. Cô Dung sắp trúng rồi đó. Hello. 13 đến 21. Dạ. Hello. Alo. Dạ. Rồi mời chị. Dạ cho có phải 17 con không ạ? 17 con ồ. Ở 17 con ok. Bây giờ nó là giữa 13 con với 17 con. Chưa trúng nhưng mà gần rồi đó. Hello. Nhưng mà vẫn còn ít, lần này câu vậy là lỗ. Lỗ vốn, luật sư Vương lỗ vốn. Rồi. Hello. Thức dậy 5 giờ sáng nó bất bình. Rồi à. Rồi mời quý vị chơi trên đường dây lên tiếng đi ạ. À hả? Hello. Rồi, người này anh lucky quá. Dạ mình mời quý vị kế tiếp đi. Rồi giờ này đến phiên cô rồi. Rồi. Cô là kiên trì. Cô mà. Rồi cô đi. Cô à. Hôm mới thời. À. Về từ luật sư Vương mới nói từ mười mấy đến mười mấy con cái nói. Giỏi lắng nghe nè, từ 13 đến 17 con đó, gần đó. Lắm rồi đó, chỉ có mấy số giữa thôi. 15 con. 15 con. 15. 15 con đúng rồi. Cô là coi như là rất là kiên trì, phải nói là kiên trì là mẹ thành công quá không anh. Như vậy chúc mừng cô là 15 con. Yeah. Đúng rồi đó cô. Cô Dung đúng rồi đó. Rồi, chúc mừng cô Dung. Bữa nay đó là nếu mà muốn ăn gian cô Dung á là luật sư Vương đem về 16 con. À. Nhưng mà có một con lụm. Có một con nó nhảy ở ngoài. Là tự nhiên có đó, không câu đó con. Không câu á, nhưng mà bây giờ mình không tính cái con đó, mình tính 15 con thôi. Ủa quên cô cúp rồi, nhưng mà phải hỏi là phần thưởng là cái vé đi hay là... Không sao. Cô sẽ liên lạc văn phòng của luật sư Vương nha. Dạ bây giờ mình quýnh cái câu số 2 nè. Rồi. Ok. Bữa nay á luật sư Vương có mấy con cá mà hồi đó giờ câu không có dính. À có okay. Một con cá lạ hả? Nó hồi đó giờ câu không dính nhưng mà bữa nay dính. Rồi có cái con cá lạ ăn cá gì? Câu là câu cá cũng mười mấy năm rồi đó nhưng mà bữa nay có dính có con cá mà. Ủa nhưng mà thường là mình câu được con gì anh? Hả đâu nói.
là cá chê, cá lóc hay cá hay là cá catfish. Ok, hello. Đó. Rồi, hello. Con cá lạ là con cá gì ạ? Hello. 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 Rồi, mời chú. Hello, luật sư Dương. Dạ, rồi. Chú hay là anh Hùng đây? Rồi anh Hùng, anh Hùng với luật sư Vương là bạn rồi, biết rồi. Dạ anh Hùng đây. Rồi. Cá lạ cá gì anh? Bây giờ nói là câu trúng được con cá gì hả? Dạ đúng rồi. Cá gì mà xưa giờ chưa trúng á? Giờ chưa chín á, chưa. Câu được con bluefin. Con bluefin là tuna đó anh. Không phải đâu, luật sư Vương câu ở trong cái bờ với luật sư Vương không có ra cá, không có ra cái mấy con này phải là ngoài biển xa mấy con. Dạ, được ngoài biển xa mới được. Dạ. Chưa đúng anh ơi. Dạ mời quý vị kế tiếp đi ạ. À. Rồi hello. Rồi à, cô tới cô đây. Rồi. À như vậy nè, cái con cá liềm kìm nó không phải là cái con cá để câu. Dạ. Mà chỉ có dịch nó được thôi. Là sao cô? Không, cái con cá liềm kìm nó không có ăn. Nhưng mà dịch nó trúng vào người nó thì nó sẽ. Không, cái con cá này hồi đó với luật sư Vương câu chưa có dính, nhưng mà ngày hôm nay dính là con cá này cá gì đó. Dạ. Là con cá gì đó con? Cá liềm kìm. Cá liềm kìm, cá liềm kìm kỳ trước luật sư Vương dính rồi. Phải anh cá liềm kìm không? Không, là lần trước có câu được nó rồi, nhưng mà lần này là câu được con gì mà lần trước từ chưa từng bao giờ câu lấy. Dạ. Nó đó hồi đó giờ chưa dính cái con này mà bữa nay dính đó. Liềm kìm đã từng vô vỏ rồi. Dạ. Hello. Hello. Dạ, dạ mời cô. Dạ tôi cô An. Cô Lan. Dạ. Rồi. Tôi là cô An. Rồi cô. Cô An. Dạ. Cô An, An. Cô An. Dạ. À, tôi đón luật sư David đó. Câu được con cá đuối. Gần trúng nhưng mà cái ông nấy bờ, ông kế bờ ông dính cá đuối bự như nè, Quốc Bình. Ủa mà con gần bờ mà dính nó. Dính cá đuối bụi nó nhảy cái tụt 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 sợ quá. Tụi sợ quá. Nhớ là giỏi. Cá đuối là neighbor đúng rồi, nhưng mà xưa chưa đúng. Chưa đúng coi. Nấy dạ. Bờ chúng chứ, nấy bờ chính nhưng mà lực sư dạ. Chính. Dạ mời quý vị kế tiếp. Rồi cô Dung trả lại. Tới cô là bắt buộc phải trúng rồi. Dạ. Cá đó là con cá đuối. Cá đuối. Không phải là cá đuối mà là cá đối. Ủa? Hai con này giống nhau. Không biết nữa, không biết cá đối. Đêm việc là phải trúng con cá đối rồi. Cá đối. Cá đối. Chưa được coi. Dạ. Yeah. Mình còn có một phút nữa rồi, chắc là rồi. Mời quý vị chót nha. Hello. 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 Rồi mời chú. Hello. Dạ. Yeah. Rồi lâu lắm rồi, bây giờ mới nghe tiếng rồi. Chú đây. Con trúng con cá mập. Còn cá mập nấy bờ trúng luôn mà mình cũng không trúng. Cá mập thỉnh thoảng cũng vô gần bờ lắm. Ông kia ông dính cá mập bé lớn à? Ồ vậy hả? Có luôn. Có luôn nữa, nhưng mà luật sư Vương không dính cá đó. Chưa, không phải chú ơi. Nhưng mà ok, rồi hết giờ là muốn người cuối cùng không hay sao? Bây giờ một người coi chót đi. Một người cuối cùng ha, rồi. Chót. Rồi đó, hello. Hello. Rồi, mời quý vị lên tiếng ạ. Rồi. À tôi đón đại con Stripey. Con Stripey. Stripey. Oh bass. Bass. Yeah. À con Stripey bass. Bass. Dạ dạ. Đón đại thôi. Dạ đón đại thôi, luật sư Vương cũng không cho chúng. Nhưng mà không chúng. Con này thấy ngoài chợ nhiều lắm nhưng mới câu có giống câu chúng không? White bass hả? Cũng chứ. À nhiều hả? Ừ. À cơ hội chúng con white bass cao. À nhưng mà không có, luật sư Vương nói là không dính con cá đó. Dạ. Yeah. Rồi, rồi giờ bây giờ quý vị cúp đi, cái này nó cảm ơn anh nha. Dạ. Mời quý vị chờ cho đường dây, chắc mình ngừng lấy quý vị. Bây giờ mời luật sư con cá gì ạ? Thì con cá này luật sư Vương ở câu ở Phú Quốc á, mà luật sư Vương cũng chưa có dính đó nữa. Và bữa nay dính đó. Hơi lạ này nha. Con cá này là con cá bạc má. Ủa cá bạc má hả? À con cá bạc má. Mà nó dính á, nó không có phải nó dính bằng miệng mà nó dính cái bụng á. Ủa sao kỳ? Chắc nó chạy ngang dính cái. À nó lanh chanh quá nó chạy. Đó, không biết nó chạy dính vào cái còn. Cá bạc má. Cá bạc má nó nhỏ bằng bàn tay mình. Bàn tay dài bạc má. Nhưng mà thường thường bạc má đó là nó không đi một mình Quốc Bình, nó đi nguyên một lũ lận. Đúng rồi. Có thể là tại vì cái lúc mà nó mấy con cá khác nó ăn á, mình giật lên mình dính thì con cá bạc má nó không đi một mình, nó đi cả khoảng tới 10.000 con đi một lượt. Đúng rồi, nhiều khi cái con anh câu con cá nhưng mà lúc mình giật lên nó đang trên đường nó đi nó bị dính. Con cá bạc má. Cũng interesting nhưng mà lần này là được có 15 con.
thì à, không đủ tiền mồi anh không ha. Được ông già vợ ông ấy, một tiếng của luật sư Vương là 250 kiểu này lỗ. Vâng, như vậy thì cũng hy vọng là quý vị cũng có được một vài giây phút cũng vui cùng với những câu đố vui của chương trình. Yeah. Trong cái ngày lễ hôm nay là Memorial Day và rất là nhiều người quý vị đi chơi, nhưng mà cũng có lẽ là nhiều người quý vị cũng ở nhà nghỉ ngơi. Thì bây giờ trước khi mà chúng ta rời làn sóng thì mời luật sư Đế Vương có lời chào. Dạ. Yeah, cảm ơn Quốc Bình. Cảm ơn quý vị đã dù cho mà lễ mà cũng biết luật sư Vương cố gắng lên. Cảm ơn quý vị gọi vào để hợp tác với hai anh em. Vâng, và một lần nữa nếu quý vị có những cái câu hỏi hoặc những cái vụ về tai nạn xe cộ, những vụ về bảo hiểm không bồi thường thích đáng, quý vị nhớ là liên lạc văn phòng luật sư David Vương, văn phòng tọa lạc trên lầu 2 khu Hồng Kông 4, hoặc là quý vị viết số phone xuống để mà lấy một cuộc hẹn. Và đến đây chương trình đã hết giờ và xin một lần nữa cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Cảm ơn quý vị đã gọi vào trong chương trình ngày hôm nay. Và hôm nay thì mình chúc mừng cô Dung đã trúng và mời luật sư cô liên lạc văn phòng luật sư David Vương, thì cô có ba chọn lựa, là một là một cặp vé đi gây quỹ thiền nhân, một cặp vé là hình như là gây quỹ của chùa. Yeah. Và có thể là còn cái bình thường là cái 20 bị kim gọi Việt Nam tại Mỹ về service. Và đến đây một lần nữa xin chia tay cùng quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.